Xin chào các em học sinh lớp 8 trường Chư Và Ngàn. Today we continue Unit 4 Our Past. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài số 4 chuyện quá khứ của chúng ta. Trong phần tiếp theo của bài này đó là Lesson 3, Write Page 42 and 43. Phần hôm nay mình học đó là phần viết trang 42 và trang 43. Open your book please. Nào, chúng ta cùng bắt đầu học nhé. Nào, phần write của chúng ta hôm nay đó là phần việc đầu tiên của mình là làm gì đây? Complete the story, use the verb in the past. Hãy hoàn thành câu chuyện và sử dụng những động từ trong khung. Gồm có những động từ nào? Burned, escaped, went, was, appeared, left, lit, tied. Were raising, said. Như vậy, những động từ này chúng ta sẽ điền vào câu chuyện gì? How the tiger got his stripe. Vậy, để tìm hiểu xem câu chuyện nó như thế nào, chúng ta hãy tìm hiểu nghĩa trước rồi chúng ta sẽ làm bài tập này nhé. Bài tập này nói về câu chuyện đó là con cọp nó có những cái vết sọc trên người nó bằng cách nào với tựa đề như thế. Nào, chúng ta bắt đầu tìm hiểu từ mới. Các bạn thấy con cọp của chúng ta nhìn uy nghi không bạn? Nào, trước nhất mình hãy tìm hiểu xem nó có vạch như thế nào thì mình hãy tìm hiểu từ vựng của nó nha. New word. Việc từ đầu tiên đó là burn. Động từ, danh từ cũng là nó. Nếu mà danh từ thì mình nói là vết đốt hay là việc đốt cháy. Động từ của nó vừa bất quy tắc, vừa có quy tắc. Các bạn dùng trường hợp nào cũng được. Burn, burnt, 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 burnt. Escape, động từ có nghĩa là trốn thoát hay là thoát khỏi. Leave, left, left có nghĩa là rời bỏ hoặc là rời khỏi hay là để lại. Tie vừa là động từ vừa là danh từ. Nếu nó là động từ có nghĩa là buộc hoặc là cột. Danh từ của nó có nghĩa là cà vạt. Raise có nghĩa là ăn cỏ. Say, said, said, nói. Buffalo, con trâu. Nearby có nghĩa là vừa là tính từ vừa là trạng từ. Gần đây. Servant là người hầu hay là người đầy tớ. Master nó có nghĩa là chủ nhân hay là thầy giáo hoặc có khi nó có nghĩa là hiệu trưởng của một trường cao đẳng. Wisdom có nghĩa là sự khôn ngoan. Wise là khôn ngoan, tính từ. Nếu trạng từ các bạn thêm ly vào là wisely. Rope là dây thừng, nó là danh từ. Bring, brought, brought là động từ, mang đến. Straw, danh từ, có nghĩa là rơm rạ. Rơm là một cái thân cây lúa mà nó được phơi khô rồi thì nó lại là rơm. Strike, nó nghĩa là vạch sọc. Nếu như nó tính từ là các bạn thêm ed, có sọc hoặc có vằn. Nào các bạn đọc lại theo cô nha. Burn, escape. Leave, left, left, tie, raise, say, set, set, buffalo, nearby, servant, master, wisdom, wise, wisely, rub, ringed, rot, brought, straw, stride, stride. Vậy các bạn hãy viết các từ này vào trong tập và học thuộc lòng các từ này nhé. Nào, khi mình đã biết được tất cả các nghĩa của từ rồi, các bạn hãy hoàn thành câu chuyện đó bằng cách sử dụng những cái động từ trong khung để điền vào trong câu chuyện. How the tiger got his stripe. Những con cọp có những vết sọc vằn trên người của nó bằng cách nào? Đầu tiên, Wednesday,
As the farmer was in his field, and his buffalo were grazing nearby. Ngày xưa, khi mà bác nông dân đang ở trên cánh đồng của mình, con trâu của ông ta đang gặm cỏ ở gần bên. A tiger. Như vậy các bạn hãy tìm hiểu xem từ tiếp theo của nó là gì. Rồi, tiếp theo. The tiger wanted to know why the strong buffalo was my servant. Con cọp muốn biết tại sao con trâu to khỏe là người hầu của tôi. And the small man. Và người đàn ông nhỏ bé. The master, ông chủ. Tiếp theo, the farmer, bác nông dân, gì đó. He has something called wisdom. Ông ấy có một thứ mà nó được gọi là trí khôn. But he eat at home that day. Nhưng anh ta, nó ở nhà ngày hôm đó. He, to get the wisdom. Ông ấy lấy trí khôn. But before that, nhưng trước khi làm điều đó, he, anh ta, the tiger to a tree with a rope. Con cọp với cái cây bằng dây thừng. Because he didn't want it to eat the buffalo. Bởi vì ông ta không muốn nó ăn con trâu của mình. When he returned, khi ông ấy trở lại, the farmer brought some straw with him. Bác nông dân mang kèm theo những cái bó rơm về với mình. He said, ông ấy nói, it was his wisdom. Nó là trí khôn của ông ta. He, ông ta làm gì đây? The straw and the fire, the tiger. Ông ta rơm và lửa con cọp. The tiger, con cọp làm sao đó? But it still had black stripes. Nhưng nó vẫn còn có vết đen, phạch đen from the burn today. Từ cái vụ bỏng, vết đốt ngày hôm đó. Ngày hôm nay, như vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem nào. Chúng ta hãy làm nhé. Nào, time's up. Thời gian đã hết. Các bạn hãy kiểm tra lại đáp án nào. Từ đầu tiên sẽ là gì? A tiger appeared. Đúng rồi. Con cọp đã xuất hiện trong khi con trâu đang gặm cỏ gần đó. Rồi, từ tiếp theo. Nó thắc mắc tại sao một người nông dân nhỏ bé lại là gì? Là ông chủ. Là động từ to be was của mình. Rồi, tiếp theo nó là gì bạn? Bác nông dân nói rằng, the farmer said, ông ấy có một thứ được gọi là trí khôn, nhưng ông ấy nó ở nhà. Như vậy có là gì? He left, ông ấy đã để nó ở nhà vào ngày hôm đó. Ông ấy làm gì nữa? Went to get the straw, ông ấy đi lấy trí khôn. Nhưng trước khi làm điều đó, ông ấy đã làm gì với con cọp nè? Ông ấy tied the tiger, đúng rồi. Tie là cột con cọp vào trong gốc cây bằng sợi dây thừng. Bởi vì ông ta không muốn con cọp ăn con trâu của mình. Khi ông ấy trở lại, bác nông nhân đem cho rơm rạ cùng với ông ấy trở về. Và ông ấy nói đây là trí khôn của ông ấy. Ông ấy làm gì với bó rơm đó? Lit, đốt bó rơm đó lên. Đạm cháy cái đó rơm nó lên. Rồi, làm sao nữa? Lửa bắt đầu gì? Đốt cháy con cọp. Và con cọp làm sao? Escape, chạy thoát. Nhưng mà đến ngày hôm nay, ngày nay thì những cái vết sọc đó vẫn còn trên lưng của nó. Vì cái vết đốt vào cái thời điểm mà nó đi hỏi trí khôn của nông dân. Vậy bạn đã hiểu câu chuyện làm thế nào con cọp nó có những cái vết sọc đen trên người nó chưa nào? Các bạn hãy viết lại đáp án vào trong tập của mình nhé. Bài tập thứ hai chúng ta là gì nào? Test 2. Now imagine you are the man.
you the word to write the story. Nào, bây giờ các bạn hãy tưởng tượng các bạn là người đàn ông đó và hãy sử dụng những từ gợi ý sau đây để viết thành câu chuyện. Những từ gợi ý đó gồm có đó là gì? One day I feel buffalo ray tiger come. It asks why stronger buffalo my servant and I is master. I tell tiger I have wisdom. Tiger one see it. I tell it I leave wisdom home. Then I tie tiger tree rope. I didn't want it buffalo. I go get straw and burn tiger. Tiger escape still have life strike. Đấy là những từ người ta gợi ý cho chúng ta để viết thành câu chuyện. Và nhân vật chính ở đây không phải là người nông dân nữa mà là mình, như mình xưng là tôi. Và cũng như cô đã nói, câu chuyện đã xảy ra rồi thì các động từ được sử dụng trong câu chuyện này chúng ta phải luôn luôn dùng hình thức quá khứ. Nào, các bạn hãy bắt đầu viết nhé, dựa vào những từ gợi ý và dựa vào câu chuyện hồi nãy mình mới vừa đọc để mình tạo thành một câu chuyện mới. Nào, bắt đầu các em nha. Nào, bây giờ các em đã viết xong rồi đúng không nào? Chúng ta hãy cùng kiểm tra lại đáp án nha. One day I feel. Cái câu này sách giáo khoa có gợi ý cho chúng ta. Đó là gì nào? One day as I was in the field. Một ngày khi tôi đang ở trên cánh đồng. Và câu tiếp theo của mình là gì nào? Buffalo, ray, tiger, come. Con trâu, rậm cỏ, con cọp, đến. Như vậy mình sẽ nói sao cho câu nó hay nào. And my buffalo were racing nearby a tiger camp. Và con trâu của tôi đang gặm cỏ gần bên cạnh. Và con cọp đã đến. Câu tiếp theo của mình nó là gì nào? It asks why strong buffalo my servant and I is master. Nó hỏi tại sao con trâu to béo, người hầu của tôi và tôi, ông chủ của nó. Vậy mình sẽ tạo thành câu như thế nào? It asked, nó hỏi, why the strong buffalo was my servant? Tại sao con trâu to béo kia lại là người hầu của tôi? And why I were its master? Và tại sao tôi lại là ông chủ của nó? Mình sẽ có thể thêm vào cho câu chuyện nó hay hơn các bạn nha. I tell tiger I have wisdom. Tôi nói cọp tôi có trí khôn. Như vậy mình sẽ tạo thành câu nó như thế nào? Quá khứ của tell là gì bạn? Told, đúng rồi. I told the tiger that. Tôi nói với con cọp rằng. Và quá khứ của have là had. I had something called wisdom. Tôi có một món gọi là trí khôn. Câu tiếp theo của mình là gì? Tiger want see it. Con cọp muốn thấy nó. Vậy mình viết thành câu hoàn chỉnh nó như thế nào? The tiger wanted to see it. Con cọp muốn thấy nó. Vậy các bạn hãy kiểm tra lại đáp án của mình và viết nó vào trong tập nha. Câu chuyện tiếp theo của mình đó là gì nữa? I tell it I leave wisdom home. Tôi nói nó tôi để lại trí khôn nhà. Như vậy mình sẽ sử dụng động từ đã được gợi ý trước rồi. Các bạn sẽ viết như sau. But I told it. Nhưng tôi nói với nó rằng I left my wisdom at home that day. Nhưng tôi nói với nó rằng tôi đã để trí khôn ở nhà vào ngày hôm đó rồi. Câu tiếp theo. Then I tied tiger tree rope. I didn't want it buffalo. Kế đó tôi cột con cọp cái cây dây thừng. Tôi không muốn
ăn buffalo. Miệng mình không nói là mình không muốn ăn, mà mình phải làm sao cho nó phù hợp. Các bạn làm thử đi. Nó là gì nào? Then I tied the tiger to a tree with a rope. Kế đó tôi cột con cọp vào trong gốc cây bằng một sợi dây thừng. Because I didn't want it to eat my buffalo. Tôi không muốn nó ăn con trâu của tôi. Như vậy chỗ chữ want các bạn phải thêm đại từ it, thay vì bạn có thể nói tiger cũng được. Chứ chúng ta không có ghi là I didn't want to eat my buffalo, nghe tôi không muốn ăn con trâu của tôi, không được, mình không muốn con cọp ăn con trâu của mình. Rồi, các em viết lại cho đúng và đầy đủ nha. Và câu tiếp theo của mình đó là gì? I go get straw and burn tiger. Tôi đi lấy rơm nhưng và đốt cọp. Vậy thì mình phải viết làm sao nào? I went to get some straw. Tôi đi lấy một số bó rơm. Which I said, mà tôi đã nói nó là trí khôn của tôi. Was my wisdom and burn the tiger. Và kế đó đốt con cọp. Tiger escaped to have black stripe. Con cọp chạy thoát vẫn có sọc đen. Vậy mình phải viết thế nào? The tiger escaped. Con cọp đã chạy trốn. But it still has black stripe from the burn today. Nhưng mà nó vẫn còn có những cái vạch đen ở trên người của nó do cái vết cháy đến tận ngày hôm nay. Đây là hình ảnh con cọp có vết đen ngày hôm nay, và nó tự hỏi ta, nó hỏi bác nông dân tại sao một người như bạn lại là ông chủ của một con trâu to béo như vậy. Và bác cũng đang vẫn bình thản trăn trâu. Vậy câu chuyện của mình đã kết thúc. Các em hãy viết vào trong tập của mình đầy đủ nha. Câu chuyện của chúng ta đã viết, nó thành câu như vậy thì nó sẽ không có hay. Các bạn có thể viết lại thành một đoạn văn hệ thống liên tục nhau như vậy để tạo thành một câu chuyện như vậy, khi đọc chúng ta sẽ cảm thấy thú vị hơn. Đây là cô đã ghép lại tạo thành một đoạn văn trở thành một câu chuyện, mình là nhân vật chính trong cái câu chuyện này. Các em có thể dựa vào cái bài này để viết lại thành một cái bài câu chuyện của riêng mình, hoặc các bạn có thể thêm hoặc ý nào khác ngoài cái này cũng được. Đây chỉ là một cái gợi ý mẫu. Nào, các bạn hãy viết vào trong tập đầy đủ nha. Nào, sau khi mình đã biết cách để viết câu chuyện ngày xưa rồi thì thông qua cái câu chuyện đó mình tóm tắt lại được, đó, mình rút ra được, mình học được cái gì nào? Đúng rồi, đó là thì quá khứ đơn, diễn tả hành động đã bắt đầu và kết thúc trong quá khứ, không còn liên quan đến hiện tại. Nhớ là mỗi bài cô đều nhắc đi nhắc lại, và các bạn phải học thuộc cách sử dụng của thì quá khứ nha. Và lưu ý nữa đó là có nhiều bạn sẽ nhầm lẫn với động từ to be. Cô nhắc lại lần nữa, khi mà chủ ngữ là những chữ như he hoặc là I, see, it hoặc là nghe tên của một người thôi thì động từ to be chúng ta sẽ dùng là gì? Was. Còn nếu như chủ ngữ là you, we, they, Nga and Hoa, hai người, tên nhân vật hai người, thì chúng ta sẽ dùng là were. Nếu phủ định thì chúng ta chỉ để thêm not. Và thì quá khứ đơn có thể sử dụng mở với các trạng từ được gợi ý, ví dụ như là last, yesterday, hoặc là ago, hoặc là cụm từ chỉ thời gian, ví dụ như là in 2020 vào năm 2020 chẳng hạn. Như trong bài mình có cái ví dụ là a farmer was in his field. Một bác nông dân đang ở trên cánh đồng của mình. Như vậy, ở trên cánh đồng thì mình dùng quá khứ là gì? Was. Nếu các bạn nào không thuộc thì phải ghi chú cẩn thận và ghi những cái dấu hiệu nổi bật để chúng ta dễ học bài và nhớ bài dễ hơn nha. Các bạn viết vào trong tập của mình nào. Nào, bài học hôm nay đã kết thúc. Việc về nhà của các bạn là gì nào? Learn by heart new word, các bạn học từ vựng và nhớ cũng học luôn cả cách sử dụng của thì quá khứ luôn nha. Viết bài câu chuyện này vào trong tập của bạn cho sạch đẹp để mình đọc câu chuyện nó thật thật thú vị hơn. Và việc tiếp theo đó là bạn hãy prepare language for the unit 4 và chuẩn bị phần bài tập language for the của bài số 4. Chào tạm biệt các em, chúc các em vui học khỏe nha. Bye.